Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với bản tin của Lê Cần News. Trước khi đi vào nội dung chính của bản tin, các bạn đừng quên like, share, subscribe và ấn vào chuông thông báo để không bỏ lỡ những tin tức mới mỗi ngày. Sau đây sẽ là nội dung chi tiết của bản tin. Clip xe buýt mất phanh tông trúng hàng loạt phương tiện trên đường. Một vụ việc thương tâm đã xảy ra tại Pelabuhan Bekahaneni, tỉnh Lampur, Indonesia khi một chiếc xe buýt mất kiểm soát gây ra hàng loạt vụ tai nạn dẫn đến tử vong và bị thương. Nguyên nhân chính dẫn đến vụ tai nạn được cho là chiếc xe bị hỏng phanh. Được biết có 8 phương tiện liên quan đến vụ va chạm, trong đó có một sĩ quan cảnh sát đang làm nhiệm vụ. Vụ việc đã cấp đi sinh mạng của một số nạn nhân, hiện các nạn nhân bị thương đang được chăm sóc đặc biệt tại bệnh viện gần đấy. Sự việc này như một lời nhắc nhở về tầm quan trọng trong việc bảo dưỡng và kiểm tra thường xuyên của các phương tiện cơ giới cũng như là tầm quan trọng của việc thận trọng khi lái xe. Tôi đang đứng nói chuyện thì chiếc xe buýt lao tới, chiếc xe chạy rất nhanh, tôi không kịp chạy vì có xe chặn đường. Qua dù, một trong những người sống sót cho biết. Nga đẩy mạnh tấn công, đánh chiếm ba làng của Ukraine. Ngay trong những ngày kỷ niệm tròn 2 năm chiến sự Ukraine bùng nổ, cuộc rút lui của Kiev vẫn tiếp tục diễn ra. Về phía Nga, vẫn đẩy mạnh tấn công và đánh chiếm ba ngôi làng. Sau khi chiếm được Afrika, quân Nga đã chiếm làng Bobeda, và thiết lập quyền kiểm soát làng Lastokino. Ukraine tiếp tục mất lãnh thổ, nhưng đồng thời cũng có thông tin cho rằng phương Tây sẽ kích động một cuộc phản công khác, nhưng với hình thức khác đi. Tiếp tục tiến từ hướng Africa quân Nga đẩy lùi quân Ukraine hơn 10 km. Một khu định cư khác đã được giải phóng Lostokido. Khu định cư này nằm ở phía tây Africa cũng thuộc vùng ngoại ô Donetsk. Việc mất Lostokido cũng đã được các sĩ quan quân đội Ukraine xác nhận họ lưu ý rằng các đơn vị nga không chỉ chiếm ngôi làng mà còn tiếp tục tấn công theo hướng tây và tây bắc hướng tới tonenki và olovka tuy nhiên không thể loại trừ khả năng đối phương sau khi rút lui sẽ tập lại lực lượng và tìm cách phản công không có điểm nào trong những hành động như vậy tuy nhiên điều này được ban lãnh đạo lực lượng vũ trang ukraine và kiev yêu cầu và đối với họ động cơ chính trị quan trọng hơn động cơ chiến thuật theo các chuyên gia quân sự, nếu tốc độ tấn công dữ dội của Nga không giảm trong những tuần tới, quân đội Nga sẽ có thể đẩy mặt trận theo hướng này thêm 15 đến 20 km, đẩy lực lượng vũ trang Ukraine tới hồ chứa Kalovkoy. Trên hướng Zaporozhye, tại khu vực xung quanh khu định cư Rabotino, các đơn vị Nga đã đẩy lùi đối phương vượt ra ngoài các vị trí đã mất trước đó của phòng tuyến Surovikin. Số người tử vong ở Gaza có nguy cơ vượt mốc 30.000 người. Theo The Guardian và Reuters, thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cuối tuần qua đã triệu tập nội các chiến tranh để học cùng các nhà đàm phán, những người tham gia thương thuyết ở Paris. Tuần này, nội các chiến tranh lại họp nhóm để thảo luận về việc chuẩn bị cho một số tấn công vào Rafah, thành phố biên giới của phía nam Gaza, nơi có khoảng 1,5 triệu người Palestine đang trú ẩn. Ông Benjamin Netanyahu cho hay, một thỏa thuận chỉ có thể trì hoãn chiến dịch tấn công Rafah chứ không thể ngăn cản được việc đó. Theo Cố vấn An ninh Quốc gia Nhà Trắng Jake Sullivan, các nhà đàm phán từ Israel, Qatar, Ai Cập và Mỹ đã nhất trí với các nội dung cơ bản của một thỏa thuận trong các cuộc hội đàm cuối tuần trước tại Paris. Song chi tiết cuối cùng vẫn chưa được quyết định, truyền thông Israel cho biết thỏa thuận sắp tới sẽ gồm việc Hamas thả 30 hoặc 40 con tin, chủ yếu là người già, phụ nữ, người bị thương, để đổi lấy 300 tù nhân Palestine và lệnh ngừng bắn kéo dài 6 tuần. Khoảng 130 người Israel đang bị bắt làm con tin ở Gaza. Khoảng 1 phần 4 trong số đó được cho là đã thiệt mạng. Hơn 100 người khác đã được trả tự do theo một thỏa thuận hồi tháng 11 năm 2023. Sau khi thỏa thuận tháng 11 đổ vỡ, Hamas tuyên bố không thả thêm con tin nào nữa nếu không có ngừng bắn vĩnh viễn và trả tự do cho các chiến binh cao cấp của nhóm. Thủ tướng Israel tuyên bố không thể chấp nhận những điều khoản đó. Theo các cơ quan y tế của chính quyền do Hamas điều hành, các cuộc tấn công của Israel đã giết chết 29.692 người Palestine ở Gaza kể từ tháng 10, trong số đó có 2 phần 3 là phụ nữ và trẻ em, đồng thời làm bị thương 69.879 người. Ngoài ra, còn hàng nghìn thi thể chưa xác định được danh tính đang bị mắc kẹt dưới đống đổ nát của các tòa nhà bị đánh bom. Ông Medvedev, xe tăng Nga tốt hơn phương Tây trong cuộc phỏng vấn ngày 25 tháng 2, khi được hỏi liệu Nga có đủ khả năng trang bị cho quân đội và triển khai chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine hay không, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev tuyên bố, nước này sở hữu những loại xe tăng đã chứng tỏ năng lực một cách xuất sắc trong chiến sự. T-90M Prorip được Tổng thống Vladimir Putin gọi là xe tăng tốt nhất thế giới, nằm trong số đó. Ông Medvedev nói, các chỉ huy trở về từ tiền tuyến, thành lập đơn vị và đề nghị hỗ trợ để có T-90M trong biên chế. Đề cập tới phiên bản T-80BVM và T-72BBM, ông Medvedev cho biết các loại xe tăng này sử dụng thiết kế từ những năm 1970 đến 1980, song khẳng định chúng không thua kém, thậm chí các biến thể hiện đại hóa còn tốt hơn sản phẩm phương Tây. Điều quan trọng nhất là gần đây chúng ta có thể cung cấp xe tăng thiết giáp với số lượng tối đa cho lực lượng vũ trang Nga bằng cách này. Ông Medvedev cho biết hàng nghìn xe tăng và thiết giáp các loại khi được hỏi về khả năng biên chế xe tăng chủ lực T-14 Amata, ông Medvedev cho biết việc phô diễn phương tiện chiến đấu này trong các lễ duyệt binh và sử dụng chúng trên chiến trường là hoàn toàn khác nhau. Amata là mẫu xe tăng mới chưa được thử nghiệm đầy đủ và không phải phương tiện chiến đấu rẻ nhất. Ông nêu lý do Nga chưa triển khai loại xe tăng hiện đại này ra chiến trường. Đại sứ Mỹ, mối quan hệ với Trung Quốc quan trọng, cạnh tranh và nguy hiểm nhất Nói trong chương trình 60 Minutes của CBS News ngày 25 tháng 2, đại sứ Mỹ Nicholas Burns cho biết ông lo lắng về mối quan hệ của Washington với Bắc Kinh khi căng thẳng và sự mất lòng tin tiếp tục cản trở sự tự tin của cộng đồng doanh nghiệp. Đây là mối quan hệ quan trọng, cạnh tranh và nguy hiểm nhất của Mỹ trên thế giới vào thời điểm này và theo tôi là trong khoảng một thập niên tới, nhà ngoại giao đánh giá. Ông cho biết Trung Quốc là đối thủ cạnh tranh lớn nhất của Mỹ, nhưng đồng thời cũng là đối tác thương mại lớn thứ ba của Mỹ, ảnh hưởng đến 750.000 việc làm của người Mỹ. Vị đại sứ cho biết, Trung Quốc là thị trường lớn nhất của ngành nông nghiệp Mỹ, với 1 phần 5 tổng lượng nông sản xuất khẩu là sang quốc gia châu Á, đạt 40,9 tỷ đô la Mỹ trong năm ngoái. Ông Burns nói rằng, hai nước phải chung sống, nhưng đây là thời điểm căng thẳng gay gắt nhất về khả năng có một sự phân ly. Nhà ngoại giao cho rằng đó là điều phức tạp. Có người cho rằng vì chúng ta cạnh tranh với Trung Quốc quá nên chúng ta nên chấm dứt quan hệ kinh tế với họ. Hậu quả của điều đó là 750.000 gia đình Mỹ sẽ không thể có bữa tối trên bàn. Điều này khiến cho việc cân bằng trong công việc của tôi trở nên cực kỳ khó khăn, ông Bern nói thêm. Căng thẳng giữa hai nền kinh tế hàng đầu thế giới đã gia tăng trong những năm gần đây về nhiều vấn đề. Trong cuộc phỏng vấn mới nhất, ông Bern cho rằng, việc cạnh tranh giữa Washington và Bắc Kinh là điều không tránh khỏi, nhưng hai bên cần cạnh tranh một cách có trách nhiệm và duy trì hòa bình. Ukraine khuyên dân tránh dùng cầu Crimea, tuyên bố có bất ngờ cho Nga. Theo Sky News, bán đảo Crimea nằm giữa biển Đen và biển Azov đã sắp nhập vào Nga năm 2014. Kể từ khi xung đột với Nga nổ ra, Ukraine đã thề sẽ giành lại khu vực này. Trong bài phát biểu ngày 25 tháng 2, ông Kirill Budanov nói, Ukraine phải kiểm soát vùng biển đen và có mặt trên bán đảo Crimea để phòng thủ và phản công thành công. Quan chức này cho biết, những bất ngờ mới đang chờ đợi quân đội Nga và tôi không khuyến khích người dân sử dụng cái gọi là cầu Crimea. Giám đốc tình báo quốc phòng Ukraine nói, Nga đã mất một phần tư số tàu ở khu vực và buộc phải rút một hạm đội do hỏa lực của Ukraine. Ông Kirill Budanov nói thêm, Chúng tôi đã hứa rằng lực lượng đặc nhiệm Ukraine sẽ có mặt ở Crimea vào năm 2023 và chúng tôi đã thực hiện lời hứa đó. Đầu tháng này, quân đội Ukraine tuyên bố đã đánh chìm tàu đổ bộ Teza Kunikov của Hải quân Nga gần Crimea. Vào thời điểm đó, Điện Kremlin từ chối bình luận về tuyên bố này. Người đứng đầu cơ quan an ninh Ukraine, Vasim Miliok, cho biết, năm ngoái, 47 mạng lưới gián điệp của Nga bị phát hiện đang hoạt động tại Ukraine, Ngoài ra, kể từ khi xung đột bắt đầu, khoảng 2.000 đối tượng tình nghi phản bội đã bị bắt. SBU đã, đang và sẽ là con dao mổ trong tay người dân Ukraine. Nó sẽ cắt bỏ những hiện tượng đáng xấu hổ mà tôi đã liệt kê, giống như những khối ung thư. Máy bay Made in China lần đầu đến Việt Nam 8 giờ 43 sáng ngày 26 tháng 2, tàu bay thân hẹp Comac C919 Rời sân bay Changi sau khi trình diễn tại Singapore Airshow để bay thẳng đến cảng hàng không quốc tế Vân Đồn, Quảng Ninh và hạ cánh lúc 11 giờ 45. Việt Nam là điểm đến thứ hai ở nước ngoài của C919 sau Singapore. C919 là máy bay chở khách thân hẹp với chiều dài gần 39m, sức chứa 168 hành khách, tầm bay tối đa 4.075 km. Theo những hình ảnh công bố trước đó, nó có cấu hình ghế tương tự các mẫu Boeing 737 MAX và Airbus A320-321 với một lối đi ở giữa và hai hàng ghế, mỗi bên ba chiếc. C-919 từng được Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình gọi là động lực thúc đẩy mô hình phát triển mới của Trung Quốc với tham vọng sẽ cạnh tranh với Boeing 737 và Airbus 320. Máy bay này cũng đã đưa Trung Quốc vào danh sách các nước ít ỏi có thể tự thiết kế và sản xuất máy bay, bao gồm Mỹ, Nga, Brazil, Canada, Anh, Pháp và Đức. Sau đó gần một giờ, chiếc ARJ-21-700, tàu bay phản lực khu vực của Trung Quốc cũng hạ cánh tại Vân Đồn. ARJ-21-700, tối đa 90 chỗ ngồi, phạm vi hoạt động khoảng 3.200 km. Đây là máy bay chở khách đầu tiên do Trung Quốc sản xuất. C-919 và arj 21700 là hai loại máy bay dân dụng đầu tiên tại Trung Quốc do Comac thiết kế và chế tạo. Hai máy bay đến Việt Nam để bắt đầu chuỗi sự kiện triển lãm và trình diễn Comac Airshows từ 26 đến 29 tháng 2. Sáng ngày 27 tháng 2, sau khi bay thử, hai máy bay này sẽ được trưng bày tỉnh tại sân bay Vân Đồn, đồng thời có lịch trình di chuyển tới Côn Đảo, Tân Sơn Nhất, Đồng Hới. Sau đó, các máy bay của Comac sẽ bay tiếp đến Đà Nẵng, Thành phố Hồ Chí Minh và thành phố Vientiane, Lào. Tàu bay C919 của Comac mang đến Việt Nam có số đăng bạ B001F, đây cũng là chiếc được hãng bay trình diễn vài lần trong tuần qua tại triển lãm hàng không ở Singapore. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin hôm nay. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin chào tạm biệt.